tôi xin giới thiệu cái sáng chế của chúng tôi là tàu điện từ FTC. Đặc biệt cái là chi phí xây dựng của nó là không muốn đê trên 1 km. Đó là cái điện đặc biệt. Cái tàu điện từ người ta có rồi, nhưng mà cái của chúng tôi đặc biệt. Sáng chế này đã được Việt Nam đăng trên công báo số 54265 và Hoa Kỳ chứng nhận số 4030. Rồi về cái 10 lợi ích của sáng chế này, nguyên cái tên của nó là phương tiện giao thông hiện tại công cộng số lượng lớn tàu điện từ FTC không muốn đê trên 1 km. Rồi lợi ích một, chi phí xây dựng không muốn đê trên 1 km. Lợi ích hai là phát triển hạ tầng giao thông bền vững ngay cả khi nước biển dâng cao thêm 1 mét nữa. Lợi ích ba, làm hết kẹt xe ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều thành phố lớn trên thế giới. Để bố tạo cảnh đẹp, văn minh, hiện đại, tốt cho du lịch. Để năm, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Để sáu, biến nhược điểm của công nghệ tàu điện từ hiện nay thành ưu điểm. Cụ thể là không phải tốn nhiều triệu USD, không tốn thời gian công sức vì phải làm đường riêng, đền bù giải phóng mặt bằng. Thêm nữa là tàu điện từ FTC chạy trên 12.000 km sông kinh rạch có sẵn của miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, thấy là cái đặc biệt của nó tận dụng những cái ưu điểm. Rồi càng giảm chi phí hơn nữa nhờ có thêm nguồn thu do kinh doanh bất động sản, bán được giá cao, nhiều lợi nhuận vì vị trí đắc địa của thành phố nổi, chợ đêm, phố đi bộ, cầu pha quay, nên chi phí xây dựng bằng không, chưa tính phần thu do bán vé tàu. Thứ bảy, tạo ra một loại phương tiện giao thông mới, hiện đại, hoàn chỉnh nhất thế giới. Thứ 8, tạo ra thành phố nổi dài nhất thế giới. Thứ 9, tạo ra phố đi bộ dài nhất thế giới. Thứ 10, người mua sáng chế được độc quyền đạt siêu lợi nhuận. Đó, bây giờ là tại sao cái sáng chế này lại đạt những lợi ích trên, những lợi ích mà vừa đọc á. Rồi, nó có các cái lợi ích như trên á, là nhờ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của sáng chế này. Đấy, sáng chế này là sáng chế phương tiện giao thông hiện tại công cộng số lượng lớn tại điện tử để xe có chi phí xây dựng là không muốn đê lên km đó. Rồi bây giờ là thứ nhất là phần tàu điện từ dùng lực từ trường do 500 điện cũ trên đường dẫn tương tác với 500 điện cũ trên tàu, vì đặt cùng chiều nên đẩy nhau làm tàu bay lên luôn cách mặt đường 8 đến 15 mm. 500 điện cũ trên đường dẫn tương tác với 500 điện trên tàu làm tàu chạy tới. Tương tự động cơ điện quay tròn thông thường, nhưng phần roto lẫn stato được trải dài ra nên chạy thẳng. Bộ cảm biến gia giảm luồng điện làm tàu chạy nhanh hay chậm. Đổi chiều thì tàu thắng lại. Rồi, tàu hoạt động rất an toàn nhờ lực từ trường và dọc đường dẫn thì có chiều cao 40 mét kẹp hai bên hông tàu. Đây là cái công nghệ của Nhật Bản nhằm để giữ cho tàu không bao giờ rời ra khỏi quỹ đạo tàu điện sạch. Thêm nữa là tàu không bay trên đường riêng tốn kém như công nghệ các nước hiện nay, mà bay trên thành phố nổi thích ứng với biến đổi khí hậu trên sông kinh rạch, có phố đi bộ, có trung tâm thương mại, có cầu nổi quay nối hai bờ. Rồi điểm thứ hai là phần đường do tàu chạy thì như thế nào, là thành phố nổi tàu điện từ bay trên không, không có tiếng động, các nóc nhà nổi xây bằng bê tông cốt thép 8 đến 15 mm, chi phí lại càng giảm hơn nữa do nhà đầu tư xây những nhà nổi này mà không phải đền bù do giải phóng mặt bằng, không xây móng nền, lại bán được giá cao do cấp điện, đá, thủy, lộ, gian.
mua được cả hai nhà ở và cơ sở kinh doanh. Vì các nhà mẫu này có tầng trên là nhà để ở kinh doanh, tầng dưới là phao còn dùng để ở như thành phố nội ở Dubai. Các nhà mẫu này kết chặt lại một khối nên tàu bay trên thấp là tầng trên cũng rất an toàn, tầng trên cùng cũng rất an toàn, không ảnh hưởng đến các chủ nhà. Cái người mua trở thành chủ nhà đó. Rồi điểm thứ ba, phần phố đi bộ, trung tâm thương mại, chợ đêm, hành lang của dãy nhà mẫu rộng là phố đi bộ như thắng cảnh du lịch cầu Garapa, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi phần bốn, phần cầu phao quay thì tất cả kết lại thành cầu phao quay, bình thường nó là đường dẫn của tàu điện tử. Ban đêm cầu quay 80-90 độ nối liền hai bờ sông như thắng cảnh du lịch cầu Curacao, vườn Caribe. Rồi thứ năm, chất lượng nha, do các trên là bốn điểm trên chúng tôi làm điện tử chứng tỏ tàu điện tử STC có chi phí xây dựng không mua đề trên 1 km, tàu chưa chạy đã thu hồi vốn và tàu bay an toàn nhất so với các loại phương tiện giao thông đã có, không tiếng ồn, không làm phiền thành phố nổi lên dưới. Rồi thứ sáu, thực hiện một đoạn mẫu tại Đồng Nai thì tại cầu Mát sông Đồng Nai đi qua. Thứ bảy, thực hiện một đoạn mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh tại cầu Tân Thuận, cầu Kinh Thẻ, Kinh Đô, sau tiếp dẫn đến Phú Định hướng về Long An. Thứ tám, thực hiện một đoạn mẫu tại đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Đước Long An, sau tiếp dẫn theo đường ghe Hương Hồ ngày xưa từ Sài Gòn về đến Cà Mau. Rồi à, đây là cái cấu tạo của nguyên lý hoạt động, nhờ vậy nó mới là tạo các lợi ích trên. Thì bây giờ về hình ảnh để minh họa thêm đấy, những cái gì đã trình bày ở trên thì đây là nguyên lý hoạt động của tàu điện tử đấy. 2 500 một chiều thì đẩy lên. Bây giờ cái nguyên lý hoạt động của tàu điện tử đấy, bây giờ tàu điện tử nó có cái là nó không có lúc chạm với đường mà nó lúc nào nó cũng cắt đường hết, là tại sao? Là do 2 500, một cái đặt ở dưới đường, một cái trên tàu, hai cái cùng chiều cho nó đẩy nhau, thành ra tàu lúc nào cũng bay lên trên đó. Rồi còn bây giờ vấn đề chạy tới thì sao? Chạy tới nè thì nó dùng cái gọi là cái mô tơ chạy thẳng ấy. Mô tơ chạy thẳng này là nó cũng tương tự như mô tơ thông thường mà chúng ta biết. Mô tơ thông thường á thì nó có cái roto tròn, rồi cái stato cũng tròn. Còn bây giờ ta kéo dài ra, roto, stato, ta kéo dài ra hết. Đó, như giống như đây nè, thấy không? Đó. Thì cái mô tơ chạy thẳng này nó đẩy tàu chạy thẳng thôi. Đấy, còn hả ngược chiều thì thắt tàu lại. Rồi, hả chạy vô điện mạnh thì nó chạy nhanh, như ít thì nó chạy chậm. Thấy không? Rồi, cụ thể. Đó, cụ thể là cái công nghệ, chúng ta sẽ lấy cái công nghệ của về tàu điện tử của các nước, nhưng mà cái anh nào mà tiên tiến nhất và phù hợp với đặc điểm cái điều kiện của Việt Nam mình thì chúng ta sẽ lấy đó là cái tàu Tomy của Nhật Bản. Đây là cái dưới đường nè, đường dẫn đó nè. À, thì cái 500 dài này nó tương tác với 500 này là cái mặt dưới của tàu nha. Đấy, cái này đường mặt dưới thì có những cái 500 này nè, cái 500 dài đó tương tác với 500 này, nó là đẩy tàu lên. Đó, làm tàu lúc nào không cũng, kể cả lúc không chạy của nó cũng đều cách mặt đường từ 8 đến 15 mm. Đó. Còn bây giờ làm sao tàu chạy tới? Nè, dưới đường nè có những cái 500 tròn nè. Đấy, còn trên tàu này có 500 này, 500 này, 500 này đó. Nó tương tác với nhau, nó đẩy cho cái tàu chạy tới. Thấy không? Rồi bây giờ là cái đặc điểm của cái công nghệ tàu điện tử của chúng tôi nè, là tàu điện tử của chúng tôi chạy trên sông, trên kênh, trên rạch. Đó là đặc điểm của miền Đông đấy, của thành phố Hồ Chí Minh, của đồng bằng sông Cửu Long. À, có sẵn rồi, cần chi phải làm đường cho nó tốn kém, tốn quá nhiều. À, bây giờ chúng ta là đi trên sông, nhưng không phải đi thẳng trên sông, trên mặt nước, trên sông, trên rạch, mà chạy ở trên đường này, này. Đấy. Nó tương tự như cầu Galata ở Thổ Nhĩ Kỳ, trên này là metro nó chạy, rồi xung quanh là phố đi bộ. Đấy.
ngay chỗ chạy giữa đường, còn hai bên là phố đi bộ, người ta đứng trên giải trí nè, câu cá nè, còn tầng dưới của nó đây là trung tâm thương mại, là nhà hàng, shop bán hàng rồi đó, thấy không? Rồi thì bây giờ cái cầu Galata này đó là nó cố định, nó băng qua sông, thì chúng ta không có làm cố định mà tầng dưới cùng nó là cái phao nổi nè. Đấy, phao nổi do đó có thể quay như cầu Curacao ở vùng Caribe. Đấy, nó ở dưới nó phao nổi, thấy không? Đấy, thành ra đầy băng qua sông này. Còn nếu mà không băng qua thì nó nằm ở trên đường của nó, thì nó xếp lại, nó nằm sát ở dưới dọc theo bờ sông. Rồi, thì bây giờ cái phao nổi này là chúng ta không phải làm cái phao như thế này, mà chúng ta làm như là cái nhà nổi ở vùng Dubai. Có nghĩa là ở dưới là nhà ở à, thì nhà ở này là dưới mặt nước mà nè, đây có thể nhìn qua đấy, nhìn ra ngoài dưới mặt nước đó, nhìn thấy cá nó lội ở dưới, cái đó là dưới mặt nước. Thì chúng ta là dùng để là đây là nhà ở, thấy không? Trên là để kinh doanh. Như vậy khi mà chúng ta bán đấy, thì phân lô ra bán thì bán đồng loạt, tầng dưới là nhà ở, tầng trên là phố kinh doanh, còn tầng trên nữa là tàu điện từ chạy và phố đi bộ. Đó, ở mấy cái hình này nó thấy rõ nè, thấy không? Rồi bây giờ tới nè, mô hình nè, mô hình làm rõ hơn. Rồi bây giờ tiếp theo cái phần minh họa thì cái phần mô hình là rõ nhất nè. Bây giờ cái này ấy, thì nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần cầu phao quay, thấy không? Nó cũng vẫn có ở dưới là cái nhà để ở là cái phao, ở trên là chỗ kinh doanh, ở trên thì lại là phố đi bộ, rồi ở giữa nó là đường cho tàu điện từ chạy à. Nhưng mà cái đoạn này thì quay được nha. À, ngoài giờ thì quay ra để nối liền hai bờ sông à, qua này thì nếu mà làm ở Biên Hòa Đồng Nai cái cầu mát thì bên đây là cầu mát, bên đây là cái bến đò ngựa hồi xưa đó, là chùa Long Thiền đó. Đó, ngoài giờ và buổi chiều tối tàu điện từ nó không chạy, còn khi nào mà giờ tàu chạy thì nó phải nằm ở trên cái lộ trình của nó. Cái lộ trình của nó là như thế này, thấy không? Ở đây là đấy tàu điện từ trên chạy ha. Nó chạy trên này, chạy thì tiếp nối, thấy không? Thì tiếp nối với là cái phần quay này nó chạy dài ra cho tới cầu Đồng Nai đó. Thì cái đoạn này đã lo rồi, nó khoảng bên đây bờ sông đây là khoảng 500 mét thôi, còn cái đoạn này nó dài. Cái đoạn này cố định nha, nó neo chặt ở dưới, nó là phao nhưng mà không có quay, nó neo chặt xuống như sông đó, thì nó cố định nó chạy ra dài ra tới cầu Đồng Nai rồi.
nó dài là khoảng là 4.500 mét, nó chạy ra cầu Đồng Nai, thấy không? Thế thì bây giờ là tôi trình bày chi tiết cái sáng chế này, một cái đoạn mẫu thôi, thấy không? Phương án kỹ thuật và kinh tế một đoạn mẫu để thấy rõ, dễ làm và lời nhiều, để từ đó các nhà đầu tư khác cùng nhau làm đến hoàn thành. Vì cái sáng chế này là áp dụng khắp nơi trên thế giới, thấy không? Nhưng nó lớn, nó bao rộng vậy đó, nhưng mà chúng ta phải chứng minh được là một cái đoạn mẫu thôi. Thì cái phương án kỹ thuật của nó là làm mẫu là thành phố nổi, chợ nổi, phố đi bộ, còn là cầu phao quay từ cầu Mát qua bên kia sông chùa Long Thiền, chợ Đồn, dài 500 mét, và phần cố định tương tự phần quay, nối tiếp phần di động chui qua dưới gầm cầu Gành. Đấy, thì nhà nổi chỗ này thì phải thấp xuống, phần thấp ra đến cầu Đồng Nai dài 4.500 mét, và tàu điện từ thực hành gồm 3 giai đoạn. Đấy, và tàu điện từ bây giờ thực hành thì ta gồm chia làm 3 giai đoạn đi. Giai đoạn 1, sau khi có giấy phép của tỉnh thì mở bán bất động sản theo hình vẽ hay mô hình, làm dãy nhà trên bờ rồi đưa xuống sông, kéo đến vị trí phần quay dài 500 mét, rộng 20 mét, phân ra bán nhà ở tầng dưới và cơ sở kinh doanh ở tầng trên, mỗi lô rộng 5 mét, dài 20 mét cho người mua, dùng số tiền này để làm nên không phải chịu lãi suất do vay ngân hàng. Đó. Qua tới giai đoạn 2 là làm như giai đoạn 1, cũng có dãy nhà nổi, cũng có đủ các cách, nhưng không quay, chỉ khác cái là không quay nha, mà neo chặt xuống đáy sông, vẫn là phao nổi nha, dài 4.500 mét, rộng 20 mét, nối tiếp phần quay và kéo dài ra đến cầu Đồng Nai, mở bán bất động sản cùng lúc với giai đoạn 1, giá thấp hơn. Ở chỗ này lưu ý nha, là tất cả là nổi nha, phao nổi không nha, không có vụ mà sát dưới đáy sông hay lấp sông rồi hay là gì sông đó nha. Rồi giai đoạn 3, tàu điện từ FTC có hình dáng giống tàu điện từ Cobra Brazil, đẹp gọn nhẹ, nam châm trên tàu và dưới đường giống tàu điện từ Tomy Nhật Bản. Đó là cách làm, lại biết cách làm một cái đoạn mẫu thôi để chứng minh, đấy, chứng minh cho toàn dự án. Rồi giờ phương án kinh tế, đấy, thì cái này là tạm tính theo cái công ty tư vấn xây dựng, có thể cộng trừ, có thể thay đổi do dịch giá. Rồi. Giờ phần chi ra và khả năng thu vào, ở giai đoạn 1, phần xây nhà 10.000 m², chi phí 40 tỷ, làm nóc dãy nhà nổi cho tàu bay ở giữa 8 tỷ, phát sinh là 4 tỷ, tổng cộng chi ra 52 tỷ. Phân mỗi lô rộng 5 mét, dài 10 mét để bán, một lô gồm phần nhà ở tầng dưới và phần cơ sở kinh doanh ở tầng trên. Tàu không có động cơ bay cách nóc nhà nên không gây tiếng ồn, an toàn nhất trong các phương tiện giao thông đã có hiện nay, nên người mua nhà không ngại. 200 lô, bán mỗi lô là 1 tỷ, tổng cộng thu vào 200 tỷ, lời được 148 tỷ. Qua tới giai đoạn 2 thì phần xây nhà dài 4.500 mét, rộng 20 mét, chi phí 360 tỷ, làm nóc dãy nhà nổi cho tàu bay ở giữa là 64 tỷ, phát sinh 32 tỷ, tổng cộng chi ra 456 tỷ. Rồi mỗi lô 5 mét và 10 mét, ngang 5 mét đó, sâu 10 mét để bán, gồm phần nhà ở tầng dưới và phần kinh doanh ở tầng trên, được gần 1.800 lô, bán mỗi lô 800 triệu, tổng thu 1.440 tỷ, lời được 984 tỷ. Rồi bây giờ tới giai đoạn 3 thì phần thiết kế một đoàn tàu này, thì như tàu Cobra Violet Brazil dài 20 mét, rộng 2,5 mét, gồm nhiều con, nặng khoảng 1 tấn một con. À, cái này là tại sao mà nặng 1 tấn nhẹ, lý do là nó không có motor, không có động cơ gì hết trơn á, tàu này không có gì hết, kể cả không có motor điện luôn, nó chỉ có nam châm thôi.